Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá mè dinh mọi người, cá mè dinh kho lạc, cá mè dinh kho lạc dầm me mọi người, ăn kèm có bắp cải mọi người, như đậu bắp mọi người, tráng miệng có chuối mọi người, chuối lá xim, chuối sơ chín mọi người, uống cà và trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Cá mè dinh kho lạc mọi người, cá mè dinh kho lạc dầm me, đậu bắp bắp cải mọi người, bắp cải đậu bắp mọi người. Để chuối mọi người, chuối lá xiêm, chuối sứ chín mọi người, chuối xiêm, chuối sứ. Cơm mọi người. Chén không mọi người, không bình xương. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Bao chơi cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Có mè ngon mọi người, giống như là có nước ngoài có món lên mặn chanh lên mọi người, cho chua chua như kho lạc thịt mè. Bắp cắn để chảy nước mình. Cá mè dinh có trứng mà trong bếp.
này kho mặn dùm me chứ không phải kho lạc mọi người. Nhìn nhưng mà thịt cá mày dinh ngày tư mà cháu mình dính ở xương luôn. Này nó sắc lên xong mà thôi lạc lạc nước nhiều chút luôn mà cái me nó thấm vô luôn mà nó chua chua mà mặn không kho gì hết mà không ấy me thì nó chanh luôn mà con nó hơi mặn mặn luôn mà mặn mặn á.
cho nhắc chanh lên mọi người, nhắc chanh vô vỏ. Cắt cho mình không mấy mà có cho em dễ không em mà mất chú này mình cho to bằng lên nè. Cá này kho lạc lên xíu luôn kho gì mặn luôn. Đồng con không mạnh nên đã hơn mùa cộng lên cái mùa dạ thật à, cá mè dinh là ngon rồi, cá mè dinh kho kho lạc dùm me ngon rồi à, phải kho lạc lắm rồi, kho này là kho mặn rồi, kho mặn dùm me ăn ống vậy thì nó do nó giúp nước mà nó hơi mặn xíu hơi mặn ở trong thì cá ăn được rồi, nó không mặn rồi nhưng có đều này kho lạc dùm me ăn ngon hơn rồi. Không mấy hơi mặn mặn xíu thôi rồi cái này nó mặn rồi à, bắp cải với đậu bắp luộc ngon chuối vừa ăn rồi. Ăn từ từ vừa chà thơm à, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.